Xin kính chào anh chị khách hàng. Chào mừng anh chị khách hàng quay lại với kênh video của Giang. Thì hôm nay video này Giang sẽ chia sẻ với anh chị một căn nhà phố với vị trí góc cực kỳ là đẹp trong cái khu biệt lập The Standard Bình Dương. Và cái khu biệt lập này là khu đẳng cấp hàng đầu tại tỉnh Bình Dương anh chị khách hàng nhé. Đến thời điểm hiện tại thì trong những cái căn vị trí góc á, thì Giang thấy cái căn này khá là đẹp luôn. Nên Giang làm cái video này để chia sẻ đến anh chị khách hàng nào muốn sở hữu một cái căn nhà phố ở vị trí gốc, thì hãy vui lòng liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 0914245885. Thì trước đây Giang cũng đã giới thiệu những cái căn gốc cho những anh chị khách hàng của Giang rồi, và Giang còn thấy sót lại những căn này với vị trí khá là đẹp luôn, với một không gian tương đối là đẹp nè anh chị khách hàng. Anh chị khách hàng nhìn theo những cái bước chân của Giang ha, thì do cái căn của mình nằm ở vị trí góc cuối cùng ở trong cái khu đất của dự án The Center Bình Dương, anh chị thấy ha, thì dường như những cái không gian này là sở hữu riêng của mình rồi, đúng không ạ? Đây, cái khoảng này là dường như là chúng ta có thể đậu những chiếc ô tô nằm ở phía sau nhà này, là giống như khoảng này là anh chị đậu rất là nhiều ô tô trong cái khoảng này luôn. Đó, không ai sẽ không có nhiều người, người ta sẽ không di chuyển vào cái khu này của mình đâu. Tại khu này là riêng biệt của mình luôn rồi đó. Rồi, thì đầu tiên Giang sẽ nói về chi tiết cái thông số của cái căn này. Cái căn này có chiều ngang là 11 mét anh chị khách hàng nhé. Chiều ngang của miếng đất là 11 mét. Chiều dài của miếng đất này là 15 mét. Từ đây chạy ra là 15 mét. Thì tổng diện tích sàn mặt đất á, thì của cái căn này là 161 mét. Tổng diện tích xây dựng của cái căn này là thiết kế một trệt hai lầu, có tổng diện tích là 272 mét. Đó, rất là rộng và thoáng luôn, đúng không anh chị khách hàng ạ? Rồi, bây giờ Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển vào căn này để mình tìm hiểu cái thiết kế của căn này như thế nào anh chị khách hàng nhé. Và đây là mặt chính của cái căn mà hồi nãy giờ Giang nói. Cái căn này có mã căn là 7.01, liên kế 7, căn số 1. Rồi, xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang ha. Thì cái không gian này là không gian phía sân trước của cái căn của chúng ta nè, cực kỳ là rộng và thoáng ha. Rồi, bên đây là sân phía bên hông. Thì cái khu này chủ đầu tư họ bố trí một cái ô vuông này, thì anh chị có thể thiết kế cái ô vuông này thành cái hồ sen để nuôi cá koi chẳng hạn như vậy anh chị khách hàng nhé. Một cái hồ phong thủy cực kỳ là đẹp đó, mình bố trí ở đây. Thậm chí anh chị có thể thiết kế ra một cái mái, mình có thể là mình ngồi ở đây mình cà phê buổi sáng cũng rất là tuyệt vời. Rồi, đây còn phía bên hông này á, anh chị có thể trồng những cái luống rau ở đây nè đó. Rồi, bên đây thì rất nhiều khoảng sân để chúng ta có thể tận dụng vào nhiều mục đích khác nha. Anh chị có thể trồng những cái loại cây cảnh dọc trên này luôn ha. Rồi, đây là mặt chính của cái căn liên kế 7.01. Thì ở đây là cái cửa chính anh chị khách hàng nhé, cái cửa chính luôn. Cửa này là cửa Galaxy loại thép chống cháy tích hợp khóa Hapler anh chị khách hàng nhé. Và bên cạnh cánh cửa chúng ta có một cái cửa lùa ha. Rồi, Giang xin mời anh chị bước vào cái căn nhà của chúng ta ha. Rồi, thiết kế của căn nhà chúng ta, anh chị có thấy thang là được đặt bên tay phải nhà nè ha, bên tay phải nhà. Rồi, thiết kế là tầng thông minh, anh chị có thể nhìn lên trên này ha. Đó, nó thiết kế là từng tầng nó sẽ lệch với nhau. Nếu mà tính trên cái số tầng ở trong mặt trong á, thì điểm là 1, 2, 3, 4, 5 tầng anh chị khách hàng nhé. Ha, 5 tầng là thứ nhất là một tầng trệt với 4 cái phòng ngủ ở trên ha. Không gian phía sau thì cực kỳ là thoáng luôn anh chị khách hàng nhé. Thì cái khu vực này anh chị có thể đặt bố trí cái phần bếp ở đây anh chị khách hàng nhé. Thì cái bếp chúng ta là sẽ thông ra phía bên ngoài nè, nó có cửa lùa nè. Thì anh chị nấu bếp đây thì anh chị chỉ cần mở cái cửa sổ ra thì sẽ những cái mùi thức ăn và những cái khói thức ăn nó sẽ bay ở phía bên ngoài, nó sẽ không gây ám khói cho cái căn nhà của chúng ta.
Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Còn phía sau á, thì chủ đầu tư có tạo một khoảng lùi nữa. Ha, mời anh chị bước ra đây như vậy ha. Thì đây là khoảng lùi của căn của chúng ta. Khoảng lùi này thì anh chị có thể là một cái bồn nước đây để mình rửa. Rồi xe máy chúng ta có thể dựng phía sau này nè. Rồi, thì mỗi ngày mình sử dụng thì nó sẽ sinh ra một cái lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày. Thì anh chị cứ tập kết phía sau này. Thì mỗi sáng sớm ngày hôm sau á, thì phía bên quản lý vận hành họ sẽ cho cái bộ phận thu gom rác và người ta thu gom, người ta đi cái lối này nè anh chị. Cái lối này là cái lối đi thu gom rác của cái bên cái bộ phận thu gom rác anh chị khách hàng nhé. Đó, cái lối đi này. Thì cái lối này như vậy thì cái thiết kế của chúng ta nó tạo một cái thẩm mỹ rất là tốt cho cái căn nhà của chúng ta. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng ra phía sau để anh chị thấy cái căn của chúng ta rộng như thế nào ha. Rồi, từ cái khoảng này nè, từ cái khoảng lòng đường này dường như là mình sử dụng riêng luôn anh chị khách hàng. Ha, mình có thể để rất là nhiều chiếc ô tô ở cái lòng đường này cũng được luôn. Tại vì cái phía này là phía gọi là đường sau cùng của miếng đất của chúng ta rồi. Thì những cư dân họ sẽ không di chuyển ở phía sau này nữa. Rất ít ha, mình dường như là mình sử dụng riêng luôn. Rồi, diện tích đất của chúng ta là hồi nãy Giang nói á, là tính trong cái khoảng đất từ cái hàng rào này anh chị khách hàng nhé. Còn cái khoảng vỉa hè này là đất của chủ đầu tư và lòng đường cũng là đất của chủ đầu tư. Thì mình được phép sử dụng anh chị khách hàng nhé. Với một cái khoảng rộng cái vỉa hè này thì chúng ta có thể để rất là nhiều ô tô ở đây. Nhà anh chị có thể 4-5 chiếc là anh chị để đủ hết trơn luôn á. Không sợ không có chỗ để. Vâng, với một cái căn gốc với cái mã căn là liên kế 701 rất là rộng và thoáng, mình có thể bố trí nhiều cho cái gia đình của chúng ta. Thì anh chị khách hàng còn chần chờ gì nữa, hãy bốc máy lên và gọi ngay cho Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Giang sẽ hỗ trợ tư vấn và mời anh chị đến tham quan thực tế cái căn nhà phố liên kế ở vị trí gốc như thế này, cực kỳ là đẹp luôn. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án The Standard Bình Dương, khu biệt lập đẳng cấp hàng đầu Bình Dương với nhiều tiện ích xịn sò, chính sách thanh toán cực kỳ tốt. Rồi, Giang xin chào tạm biệt anh chị khách hàng.